mộc nhĩ, tên khác nấm tai mèo, họ mộc nhĩ. Bộ phận dùng, thể quả thường gọi là bạch mộc nhĩ hay ngân nhĩ. Tính vị công năng, mộc nhĩ có vị ngọt tính bình vào hai kinh vị và đại tràng có tác dụng lương huyết, chỉ huyết, ích khí. Công dụng, ngoài công dụng làm thức ăn, mộc nhĩ còn được dùng làm thuốc. Ở Việt Nam, từ lâu đời, tuệ tĩnh đã dùng mộc nhĩ mọc trên cây dâu, sao khô, tán bột uống với liều 16 gram để chữa băng huyết, rong kinh mộc nhĩ mọc trên cây liễu sắc uống chữa nôn mửa mộc nhĩ và kinh giới hai vị lượng bằng nhau sắc lấy nước để ngậm xúc miệng chữa đau răng theo kinh nghiệm dân gian mộc nhĩ thường được sử dụng trong các trường hợp sau chữa kết lị mộc nhĩ 20 g núm quả chuối tiêu 10 g lá dạ cẩm 10 g lá ma đề 10 g tất cả phơi khô thái nhỏ sao vàng hạ thổ sắc với 400 ml nước còn 100 ml chia làm hai lần uống trong ngày chữa băng huyết dòng kinh mộc nhĩ 100 g hấp cách thủy cho chín, phơi khô tán bột, lá ngải cứu 30g, cây cất lợn 50g thái nhỏ, phơi khô tán bột, trộn đều các bột trên, luyện với mật ong làm viên 1,5g, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên với nước chè nóng. Theo tài liệu nước ngoài, mộc nhĩ 30g ngâm nước trong một đêm rồi hấp chín với đường phèn trong 1 đến 2 giờ, ăn trước khi đi ngủ có tác dụng hạ huyết áp, phòng ngừa bệnh sơ vữa động mạch. Ở Trung Quốc, người ta dùng mộc nhĩ để cầm máu, chữa tràng phong, chỉ chảy máu, băng lậu, đới hạ, chảy máu mũi với các bài thuốc sau. Chữa băng trung lậu hạ, mộc nhĩ 250 g sao đến khi bốc khói, nghiền thanh bột, tóc đốt thành tro, nghiền thanh bột, mỗi lần dùng bột mộc nhĩ 6 g, bột tóc 1 g, uống với rượu. Chữa chứng chảy nước mắt nhiều, mộc nhĩ 30 g, sao tổn tính, mộc tạc 30 g, nghiền thanh bột, mỗi lần dùng 6 g, sắc với nước, vo gạo uống cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu video này hữu ích hãy like và chia sẻ nó lên facebook zalo cho nhiều người cùng biết để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác